thì ngày hôm nay tôi rất là vui khi mà có thể uh, chia sẻ với uh, quý đồng nghiệp uh, một cái chủ đề mà tôi thấy là uh, ngay bản thân tôi uh, tôi thấy là các bác sĩ gây hồi sức đặc biệt là các phẫu thuật viên trong mổ rất ít để ý uh, đến cái uh, vấn đề này nhưng mà lại ảnh hưởng rất là nhiều đến uh, cục mổ đặc biệt là chăm sóc cũng như là hồi tỉnh sau mổ đó là tụt nhiệt độ trong mổ thì trước khi uh, bắt đầu bài trình bày ngày hôm nay của tôi thì tôi muốn chia sẻ hai hình ảnh rất là thú vị tôi là ai và đây là đâu đó chính là cái cảm giác của uh, những người bệnh nhân uh, sau khi họ tỉnh dậy ở trong phòng uh, hậu phẫu hay là những cảm giác của những bệnh nhân khi mà bắt đầu bước vào phòng mổ khi mà họ không được uh, tư vấn cũng như là được giải thích và chuẩn bị đầy đủ trước khi mà uh, cuộc mổ diễn ra thì họ đã cảm thấy rất là lạnh hay là rất run sau mổ đó là cái cảm giác rất là thường gặp ở những bệnh nhân sau mổ thì bài trình bày ngày hôm nay của, của tôi có 3 mục tiêu mục tiêu đầu tiên là sinh lý điều nhiệt yếu tố nguy cơ hậu quả của tăng nhiệt độ, các biện pháp phòng ngừa, về sinh lý điều nhiệt, nhiệt độ của cơ thể luôn ổn định, không bị thay đổi theo nhiệt độ môi trường, thân nhiệt đảm bảo cho mọi quá trình chuyển hóa trong cơ thể được diễn ra bình thường, được duy trì bởi quá trình điều nhiệt, quá trình quá trình điều nhiệt là sự cân bằng uh, giữa hai quá trình, một là quá trình sinh nhiệt, hai là quá trình mất nhiệt, quá trình sinh nhiệt thì được tạo ra bởi các cái hoạt động chuyển hóa cơ sở co cơ, run các hormone cho cơ thể, hormone tuyến giáp, hormone tuyến thực thận. Mất nhiệt thì dẫn uh, mất nhiệt thì theo bốn uh, con đường uh, dẫn truyền nhiệt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt và bay hơi. Giống như các bạn nhìn thấy trên hình ảnh, đây là bốn cơ chế chính uh, gây mất nhiệt ở, ở, ở người bệnh. Thì cái sự dẫn truyền nhiệt uh, xảy ra rất ít, chỉ có ba phần trăm thôi. Trong khi đó đối lưu nhiệt 95% phần trăm, bay hơi hai phần trăm và đặc biệt là mất nhiệt do sóng bức xạ nhiệt chiếm đến 60% ở những uh, bệnh nhân uh, xảy ra trong mổ. Một cái cung phản xạ điều nhiệt thì nó gồm có năm bộ phận. Bộ phận đầu tiên là nhận cảm, đó là các receptor nhiệt ở da, cơ xương, gan, vùng dưới đồi. Thứ hai là đường dẫn truyền vào, sau khi tiếp nhận ở các ở các receptor sẽ dẫn truyền xung động theo dây thần kinh về sừng, sừng sau tủy sống, bắt chéo sang bên đối diện, dừng lại ở đồi thị rồi lên vỏ não. Đến trung tâm là vùng dưới đồi, tủy sống và não đường truyền ra thì gồm có hai con đường là con đường thần kinh và con đường thể dịch. Con đường thần kinh thì sau khi nhận uh, tín hiệu thì vùng dưới đồi sẽ cho các cái tín hiệu theo các cái trung tâm giao cảm ở sừng bên tùy sống dẫn đến các hiện tượng co cơ giãn mạch tăng chuyển hóa tế bào. Từ, từ vùng dưới đồi lại tiếp tục uh, cho các tín hiệu uh, theo các neuron vận động đến sừng trước tùy sống làm tăng trương lực cơ gây run tăng thông khí phổi. Theo con đường thể dịch vùng dưới đồi sẽ kích thích vùng trước tuyến yên tiết dạ TSH và ACTH hai hormone này sẽ kích thích trực tiếp lên tuyến uh, giáp và tuyến vòi thận gây tăng chuyển hóa ở các mô và cơ quan đáp ứng là tất cả các tế bào trong cơ thể đặc biệt là các tế bào cơ mạch máu và tuyến mồ hôi vậy tụt nhiệt độ là gì tụt nhiệt độ được định nghĩa khi mà nhiệt độ trung tâm nhỏ hơn 36 độ C tụt nhiệt độ xảy ra trong phẫu thuật dao động khoảng 4 đến 70 phần trăm ở Mỹ ước tính hơn 50 phần trăm bệnh nhân trải qua phẫu thuật có tụt nhiệt độ trong mổ các mức tụt nhiệt độ thì có 3 mức độ. Mức độ đầu tiên là nhẹ, nhiệt độ từ 34 đến 36 độ C. Mức độ trung bình từ 32 34 độ C, mức độ nặng là dưới 32 độ C. Và những bệnh nhân có mức độ tụt nhiệt độ nặng thì có nguy cơ tử, có có cái tỷ lệ tử vong lên đến 21%. Tụt nhiệt độ xảy ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tái phân bố, giai đoạn thứ hai là đường đi dốc xuống, giai đoạn thứ ba là giai đoạn bình nguyên để hiểu hơn về cái tụ cái giai đoạn của tụt nhiệt độ tôi xin trình bày ở slide sau đây các bạn có thể nhìn thấy ở một bệnh nhân sau khi khởi mê thì có ba cái giai đoạn tụt nhiệt độ thì pha đầu tiên là pha tái phân bố <laughs> ở ban đầu thì gây mê sẽ gây ra cái hiện tượng giãn mạch ngoại vi tái phân bố nhiệt sau đó tiếp tục nhiệt giảm do quá trình mất nhiệt nhiều hơn quá trình sinh nhiệt và lúc này tỷ lệ chuyển hóa cơ bản giảm đi rất là nhiều giảm 1 phần 3 so với mức nền trước khi bệnh nhân gây mê và 30 đến 40 phút đầu tiên nhiệt độ có thể rơi xuống 35 độ C sau một giờ khởi mê thì nhiệt độ giảm chậm và bắt đầu chuyển sang pha thứ hai là pha giống như các bạn nhìn trên hình pha này thì khoảng 90 trăm mất nhiệt vào môi trường qua da thông qua cơ chế là đối lưu và bức xạ pha này này thì kéo dài khoảng 2 tiếng cho đến khi mà điều điều nhiệt tự động tiến tới 34 độ rưỡi và bắt đầu chuyển sang pha thứ ba là pha bình nguyên thường pha bình nguyên xảy ra ở giờ thứ ba trở đi trong quá trình gây mê đặc biệt là những uh, ca gây mê phẫu thuật kéo dài trên 3 tiếng thì có những phương pháp đo thân nhiệt nào thì người ta khuyến cáo là những cái uh, phương pháp đo thân nhiệt mà có cái sai số so với nhiệt độ trung tâm là 0,5 độ thì có những phương pháp nào thì phương pháp đầu tiên là uh, đo nhiệt độ ở động mạch phổi cái này là tiêu chuẩn vàng nhưng mà đây là một cái thủ thuật xâm lớn và rất hạn chế và rất ít dùng trong quá trình uh, gây mê theo dõi nhiệt độ trong mổ thứ hai là mũi họng ba là màng nhĩ bốn là đo thực quả đo nhiệt độ ở thực quản đoạn xa ở một ba dưới thường cách cung răng khoảng 40 cm đo nhiệt độ ở trực tràng và bằng quang thì rất thay đổi và không chính xác hầu như là không theo dõi nhiệt độ bằng phương pháp này đo nhiệt độ ở da thì lại phụ thuộc vào trương lực mạch ảnh hưởng của môi trường xung quanh và nhiệt độ trung bình phản ánh toàn bộ nhiệt độ cơ thể nó được tính bằng công thức là 0,87 nhân nhiệt độ trung tâm cộng với 0,13 nhân nhiệt độ ra. Vậy thì có các yếu tố nguy cơ nào ảnh hưởng cũng như là à, tăng cái phát triển cái hạt nhiệt độ trong mổ thì ở trên đây à, tôi có liệt kê các yếu tố nguy cơ thì các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều yếu tố nguy cơ góp phần vào hạ nhiệt độ trong mổ có thể sốc nhiễm trùng nhiễm độc mất máu nhiệt độ phòng mổ thấp rượu thuốc các chấn thương ở vùng đầu tuổi quá quá trẻ hoặc là quá già đặc biệt là, là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Tổn thương tùy sống, phối hợp gây mê và cái tình trạng bệnh kèm theo giống như suy tụng thận hay rối loạn chức năng tim, suy dưỡng, suy giáp. Các thủ thuật phẫu thuật kéo dài, xâm lấn phức tạp như ở trên tim mạch, lồng ngực, ghép tạng hay là thay khớp gối, khớp háng toàn bộ trên những bệnh nhân có ASA từ 2 đến 4. Đặc biệt là nhiệt độ trước phẫu thuật của bệnh nhân nhỏ 36 độ và các yếu tố góp phần khác là bệnh nhân bị bỏng hoặc là phơi nhiễm với môi trường lạnh xung quanh có một cái nghiên cứu của tác giả Alex cũng như là Franklin thì họ có một cái bài báo đánh giá cái yếu cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất mà dẫn đến cái sự phát triển hạ nhiệt độ trong mổ là gì thì họ nghiên cứu trên 41 yếu tố nguy cơ thì họ nhận thấy rằng cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây hạ nhiệt độ đó là ở trẻ sơ sinh nhiệt độ phòng mổ quá thấp uh, bệnh nhân bị bỏng hay là gây mê phối hợp với cả gây tê trục thần kinh ở những bệnh nhân già nhiệt độ của bệnh nhân trước khi mổ thấp hay là những bệnh nhân mà có thể chặn gầy đặc biệt là mất máu nhiều số lượng lớn đây là hình ảnh tôi thấy cá nhân tôi thấy rất tâm đắc khi mà các bạn nhìn thấy trên hình ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ngưỡng điều nhiệt ở giữa hai à, hai bên một bên là ở bệnh nhân tỉnh vào bên là bệnh nhân gây mê thì cái ngưỡng điều nhiệt ở bệnh nhân tỉnh nó dao động trong khoảng 37 độ. Ờ, khi mà nhích hơn một chút 37 độ thì bắt đầu có cái uh, phản xạ ở uh, tiết mồ hôi, cao hơn một chút nữa là có phản xạ ở uh, giãn mạch và thấp hơn thì có phản xạ co mạch. Thì đến ngưỡng khoảng 35 độ rưỡi thì ở những bệnh nhân tỉnh thì sẽ có uh, có cái biểu hiện run. Nhưng ngược lại ở trên những bệnh nhân gây mê thì uh, cái gây mê nó tổn hại cái chức năng uh, giữ nhiệt cũng như là kiểm soát nhiệt tự động của cơ thể tác động làm cho cái ngưỡng nhiệt nó thay đổi rất là dao động rất là lớn từ 2 đến 6 độ C khi mà ở bên trái thì nó chỉ quanh quanh 37 độ nhưng mà ở, ở bên phải các bạn nhìn thấy nó dao động từ khoảng 35 độ rưỡi đến 37 độ rưỡi ở cái mức điều nhiệt của cơ thể lúc này thay đổi rất là nhiều và để có cái phản xạ rất run ở trên những bệnh nhân gây mê thì nhiệt độ xuống rất thấp có khi đến 34 độ khi mà mình khi mà chúng ta tiến hành gây tê trục thần kinh giống như là tê thủy sống hay là ngoài mình cứng thì nó gây tụt nhiệt độ đặc biệt là trong một giờ đầu tiên bởi vì là nguyên nhân chính gây mất nhiệt ở trong những cái gây tê trục thần kinh đó là do ngăn khả năng run và co mạch của bệnh nhân khi mà gây mê toàn thân thì nhiệt độ có nguy cơ tụt nhiều hơn ở trong quá trình gây mê và đặc biệt là khi phối hợp giữa gây mê toàn thân cũng như là gây tê trục thần kinh thì nhiệt độ tụt rất sâu, đặc biệt là sau một giờ thì nhiệt độ gần như là dốc dốc đứng xuống, khi mà mình phối hợp gây tê toàn gây mê toàn thân cũng như là gây tê gây, gây ngoài mà cứng. Vậy tụt nhiệt độ trong mổ thì nó dẫn đến những cái hậu quả gì? Tụt nhiệt độ trong mổ thì tác động trên 60% những người bệnh ở uh, trải qua phẫu thuật. Và những tác động chính của tụt nhiệt độ trong mổ. Một là làm thay đổi dược động học của thuốc thứ hai là gây rối loạn đông máu, thứ ba là tăng tỷ lệ mất máu trong mổ, tư là tăng nhu cầu truyền máu, năm là tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, sáu là kéo dài thời gian hậu phẫu, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị, gây ra cảm giác run và cảm giác khó chịu sau mổ của bệnh nhân, thứ là thay đổi ở dược động học của thuốc, thì tụt nhiệt độ làm giảm tuần hoàn tới máu tận giảm chức năng chuyển hóa của gan cái này thì nó ảnh hưởng đến cả cái tổn hại các hoạt động của enzyme chuyển hóa ở gan làm giảm làm chậm quá trình chuyển hóa cũng như kéo dài của thuốc làm tăng nồng độ thuốc mê trong máu và uh, làm tồn dư các thuốc sau mổ và bệnh nhân rất là chậm tỉnh sau mổ gây tăng CO2 giảm pH máu thay đổi nội môi ở trong môi trường ở trong cơ thể đối với các thuốc bốc hơi thì giảm mát của sevoguran và isoguran giảm 5% mỗi giảm một nhiệt độ và tăng độ hòa tan ở mô cái điều này cũng dẫn đến uh, bệnh nhân sẽ chậm thoát mê sau mổ với các thuốc giãn cơ thì thân nhiệt giảm 2 độ C và khi mà thân nhiệt giảm xuống 2 độ C, giảm 2 độ C thì thời gian giãn cơ kéo dài lên gấp hai lần độ thanh thải của midazolam giảm 100 mỗi 1 độ C khi nhiệt độ dưới 36 độ tác động trên tim mạch uh, hạ nhiệt độ gây chậm nhịp tim rối loạn nhịp tim toan chuyển hóa thiếu máu cơ tim tăng độ nhất của máu, co mạch ngoại vi, tổn hại quá trình vận chuyển oxy của mô. Thì một nghiên cứu của Frank thì khi mà mình kiểm soát thân nhiệt ở trong mổ sẽ làm giảm các cái tỷ lệ biến chứng về tim mạch, các sự kiện về tim mạch. Đây là một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, nghiên cứu trên 300 bệnh nhân trải qua phẫu thuật bụng, ngực và những phẫu thuật mạch máu. Thì uh, tác giả có đưa, uh, có nhận thấy rằng cái tỷ lệ biến chứng các cái sự kiện về tim mạch gặp ít hơn trong những trường hợp mở có kiểm soát thân nhiệt so với những trường hợp mà tụt tụt nhiệt độ trong mổ 1,4% so với 6,3%. Hạ nhiệt độ không không mong muốn hạ nhiệt độ không kiểm soát có liên quan đến cái nhồi máu cơ tim sau phẫu thuật. Thì cũng là nghĩa cũng là nghiên cứu của tác giả Frank thì ông chỉ ra rằng hạ nhiệt độ mà, mà không có kiểm soát thì liên quan đến nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực lồng độ oxy máu dưới 80 mm thủy ngân ở, ở, trong những cái đoạn đầu tiên của hậu phẫu ở, ở trên những bệnh nhân mà phẫu thuật là mạch máu chi dưới hậu quả tiếp theo là hậu quả gây rối loạn đông máu làm giảm chức năng tiểu cầu tổn hại các yếu tố đông máu tổn hại chức năng enzyme tạo cục máu đông dẫn đến tăng tỷ lệ mất máu tăng nhu cầu chuyển máu thân nhiệt giảm một độ C tăng mất máu lên đến 16 phần trăm tỷ lệ cần chuyển máu lên đến 22%. Khi nhiệt độ dưới 37 độ liên quan đến tăng nhu cầu chuyển máu. Đây là uh, nghiên cứu của Suman và cộng sự. Tục nhiệt độ trong mổ cũng làm cho quá trình rối loạn đông máu uh, diễn biến rất phức tạp, làm cho ABTT PT kéo dài. Nghiên cứu của Roger và đồng sự thì ông nhận thấy rằng là PT kéo dài khi mà ở, các mức độ nhiệt giảm đi từ 37 độ xuống 34 độ xuống 31 độ và xuống 28 độ tương tự với giá trị APTT cũng vậy ờ, uh, APTT kéo dài khi mà nhiệt độ của bệnh nhân giảm hậu quả tiếp theo là tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ cơ chế là giảm bạch cầu tổn thương đáp ứng miễn dịch tổn thương chức năng bạch cầu hạt tụt nhiệt độ ở mức độ nhẹ là một yếu tố nguy cơ độc lập đáng kể cho nhiễm trùng vết mổ nhiễm trùng vết mổ do tụt nhiệt độ có thể tăng chi phí, tăng thời gian điều trị sau mổ từ 2.000 đến 20.000 đô. Đây là một nghiên cứu rất lâu uh, của tác giả Sessler, tức là Kiểm soát thân nhiệt trong mổ sẽ làm giảm cái tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ và thời gian nằm viện. Thì ở nghiên cứu ông chỉ ra là ở nhóm hạ nhiệt độ trong mổ với mức nhiệt dao uh, động từ 34 7, 0, độ 7 cộng trừ 0,6 độ có đến 19% tỷ lệ những trùng huyết mổ so với 6% ở những nhóm mà được kiểm soát nhiệt độ. Hậu quả tiếp theo là kéo dài thời gian hậu phẫu, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí. Giống như khi các bạn nhìn trên hình thì có thể nhận thấy được ở hạ thân nhiệt nó làm làm chậm quá trình bệnh nhân ra khỏi khu hậu phẫu. Ở cột bên trái thì có thể kéo dài đến chậm đến 20 phút, và nếu mà coi uh, thân nhiệt nhiệt độ của bệnh nhân là một tiêu chí để đánh giá cho bệnh nhân ra khỏi khu phẫu trở về vùng bệnh thì cái quá trình này có thể kéo dài đến 2 tiếng vậy chúng ta có những cái biện pháp phòng ngừa gì thì phòng ngừa ở đây không chỉ là can thiệp ở trong phẫu thuật mà còn trước phẫu thuật và sau phẫu thuật nữa thì trước phẫu thuật thì chúng ta lên thông tin cho người bệnh về nguy cơ tụ nhiệt độ trong mổ giữ ấm cho người bệnh đo thân nhiệt khoảng một giờ trước khi chuyển người bệnh lên phòng mổ thông báo cho bác sĩ gây mê nếu nhiệt độ dưới 36 độ hoặc lớn hơn bằng 37 độ rưỡi làm ấm cho bệnh nhân ít nhất 10 đến 30 phút bằng các phương pháp sửa ấm chủ động trước khi gây khỏi mê trong phẫu thuật thì tiếp tục làm ấm chủ động trong suốt quá trình phẫu thuật giảm thiểu gián đoạn trong suốt thời gian khởi sửa ấm cho người bệnh đo thân nhiệt liên tục và cách quãng ít nhất 15 phút trong mổ dùng các thiết bị làm ấm dịch khi truyền máu truyền quá nhiều máu các chế phẩm máu hay là dịch rửa trong mổ sau phẫu thuật thì chúng ta đo nhiệt độ của bệnh nhân ra khi mà bệnh nhân ra khu hậu phẫu sửa ấm tích cực liên tục nếu nhiệt độ dưới 36 độ đảm bảo thân nhiệt trên 36 độ trước khi chuyển người bệnh ra khỏi khu hậu phẫu hoặc là về bùng bệnh thì tôi sẽ đi cụ thể vào từng cái phòng ngừa biện pháp phòng ngừa thì chuẩn bị phẫu thuật thì người bệnh cần được thông báo giữ ấm trước phẫu thuật môi trường phòng mổ lạnh báo lại nếu cảm thấy lạnh bất cứ khi nào đây giống như là một cái cái chuẩn bị trước mổ cho những bệnh nhân mổ phiên mình sẽ khám mê và giải thích tất cả những cái nguy cơ có thể xảy ra trong mổ cho bệnh nhân ừ, biết, mái của bệnh. nhân viên y tế cần biết sử dụng nhiệt kế và các thiết bị làm ấm cho phòng mổ trước phẫu thuật đánh giá nguy cơ tụ nhiệt độ trong mổ chúng ta có thể đánh giá nguy cơ tụ nhiệt độ trong mổ của bệnh nhân dựa trên cái bảng điểm, bảng điểm uh, với các tiêu chí uh, đáp uh, đáp ứng tự động hay là đáp ứng hành vi cũng như là đo nhiệt độ não đo nhiệt độ trung tâm và với những bệnh nhân mà có số điểm lớn bằng 4 thì có tăng nguy cơ phát triển tù nhiệt độ trong mổ cũng như là các biến chứng của tù nhiệt độ trước phẫu thuật chúng ta đo và ghi lại nhiệt độ trước khi mà rời buồng bệnh hoặc khu cấp cứu nếu nhiệt độ dưới 36 độ thì bắt đầu làm ấm tích cực nếu nhiệt độ lớn bằng 36 độ thì bắt đầu làm ấm ít nhất 30 10 đến 30 phút trước khi khởi mê trừ những trường hợp cấp cứu khi mà đến phòng mổ thì làm ấm tích cực tiếp tục được duy trì bắt đầu lại càng sớm càng tốt khích lệ người bộ ở người bệnh đi bộ vào phòng mổ nếu có thể mình cố gắng cho bệnh nhân đi bộ vào phòng mổ nếu mà bệnh nhân không có không có vấn đề gì phòng ngừa trong phẫu thuật nhiệt độ người bệnh được đo và ghi lại trước khởi mê và mỗi 15 phút cho đến khi kết thúc phẫu thuật báo cáo lại những trường hợp có tụt nhiệt độ trước mổ nhiệt độ thân nhiệt nhỏ hơn 36 độ. Khởi mê không nên bắt đầu trừ khi nhiệt độ của bệnh nhân lớn bằng 36 độ. Thì mình sẽ có một cái ngoài những thông số về mạch, huyết áp, SpO2, EtCO2 thì một cái thông số nữa là nhiệt độ của bệnh nhân, mình nên theo dõi. Đặc biệt những bệnh nhân phẫu thuật kéo dài. Trong phòng mổ nhiệt độ duy trì ít nhất là lớn bằng 21 độ và chỉ hạ thân nhiệt, hạ nhiệt độ phòng mổ. Khi các thiết bị làm ấm hoạt động Uh, phẫu thuật viên thì hay kêu là nhiệt độ phòng ở uh, nhiệt độ nóng rồi rất là khó phẫu thuật nhưng mà khi mà chúng ta chỉ bắt đầu uh, chỉ có thể hạ thi, uh, hạ hạ nhiệt độ phòng mổ khi mà tất cả những cái thiết bị làm ấm cũng như là ủ ấm bệnh nhân đã sẵn sàng trong phẫu thuật làm ấm làm ẩm không khí thở vào người bệnh nên được che phủ cẩn thận trong mổ đây là một hình ảnh rất, uh, ở khoa gây mê bệnh nhân được che kín chỉ trừ cái trường phẫu thuật để cho phẫu thuật viên có thể mổ dịch truyền uh, máu và uh, và các chế phẩm máu nên được làm ấm tới 37 độ bằng các cái thiết bị làm ấm. Dùng các thiết bị làm ấm trong phòng mổ để duy trì tân nhiệt của bệnh nhân lớn bằng 36 độ rưỡi. Tất cả các dịch rửa dùng trong phẫu thuật nên được kiểm soát và làm ấm uh, nhiệt độ khoảng 38 đến 40 độ. Đây là hình ảnh tủ uh, tủ giữ ấm và làm ấm dịch trước khi truyền cho bệnh nhân ở khoa gây mê. Đây là thiết bị làm ấm ở uh, khối hồng cầu trước khi mà chuyển cho bệnh nhân. Đây là tấm tấm điện. Đây là máy máy khó hơi nóng. Và gần đây thì có thiết bị uh, tốt hơn họ kiểm soát được cái nhiệt độ đầu vào và nhiệt độ đầu ra trước khi mà chuyển uh, chuyển vào cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật sau phẫu thuật uh, chúng ta chuyển bệnh nhân ra hồi tỉnh thì nhiệt độ của bệnh nhân nên được theo dõi và ghi lại mỗi lúc 15 phút không nên chuyển về khoa trừ khi nhiệt độ người bệnh lớn hơn bằng 36 độ nếu nhiệt độ của bệnh nhân tiếp tục giảm dưới 36 độ nên tiếp tục sưởi ấm tích cực bằng các cái biện pháp giống như là uh, ủ ấm rồi dùng máy kho hơi nóng hay dùng các cái tấm đệm nước quay trở lại bùng bệnh người bệnh nên được giữ ở nhiệt độ thích thích hợp thoải mái trong vòng 24 giờ nếu nhiệt độ người bệnh uh, giảm dưới 36 độ thì nên tiếp tục sưởi ấm tích cực cho đến khi người bệnh thoải mái ghi và theo dõi nhiệt độ ít nhất mỗi 30 phút thì có một số biện pháp sưởi ấm thì các phương pháp duy trì thân nhiệt trong phẫu thuật thì mình có hai phương, hai nhóm chính một là những phương pháp làm ở bên ngoài và phương pháp làm ở bên trong thì các phương pháp làm ấm bên ngoài thì mình có chăn chăn cách nhiệt thiết bị làm ấm dịch chăn vải ấm máy thổi hơi nóng chăn điện chăn nước nhiệt đệm nước nhiệt tăng nhiệt độ phòng mổ làm ấm làm ẩm khí mê trước khi mà vào đường thở bệnh nhân di chuyển bệnh nhân ra khỏi môi trường lạnh các phương pháp làm ấm bên trong như là tim phổi nhân tạo thẩm tách máu với dịch ấm lọc màng bụng với dịch ấm hay làm ấm động tĩnh mạch liên tục thì ở đây tôi có cập nhật để so sánh một số cái biện pháp về sửa ấm thì có ba cái biện pháp mà hay sử dụng nhất hiện nay đó là máy thổi khí nóng thì nó có lợi ích là, là, giảm nguy cơ bỏng cho bệnh nhân tạo được hơi ấm ngay lập tức và làm ấm nhanh cho bệnh nhân bất lợi là tăng chi phí điều trị nếu, nếu mà cái này chỉ dùng một lần không có chế độ làm mát ngoại trừ tắt cái thiết bị và người bệnh phải được đệm nót để dự phòng lết từ đẻ cái cái phương pháp thứ hai là đệm nước thì có ưu điểm là có thể làm ấm làm mát và không không làm nóng phòng mổ nguy cơ bỏng cho bệnh nhân thấp giảm nguy cơ lết từ đẻ nhưng có bất lợi là dùng năng lượng điện cao nguy cơ dò dỉ nước di chuyển điều khiển hay là thay đổi vị trí đệm rất là khó khăn phương pháp thứ ba là máy làm ấm dịch thì cái này cài đặt nhanh dễ dàng và làm ấm trực tiếp dịch và máu trước khi truyền vào cho bệnh nhân nhưng mà bất lợi là chỉ dùng duy nhất để làm ấm dịch truyền và các sản phẩm máu thì đây là một khuyến cáo của nai thì họ cũng đưa ra các chiến lược về dự phòng tụt nhiệt độ trong mổ thì cũng giống như tôi trình bày ở trên gồm các bước là trước phẫu thuật trong phẫu thuật và gây mê và sau phẫu thuật thì bài trình bày ngày hôm nay của tôi muốn nhấn mạnh đến cái thông điệp là hạ nhiệt độ gây tăng nguy cơ mất máu, tăng nhu cầu truyền máu, tăng tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ, tăng thời gian hậu phẫu, tăng thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị hạ nhiệt độ trong mổ xảy ra thường xuyên và chúng ta cần phải xác định các yếu tố nguy cơ hạ thân nhiệt cho người bệnh theo dõi sát nhiệt độ trước, trong, sau phẫu thuật và có các biện pháp phòng ngừa, can thiệp kịp thời. Thì xin cảm ơn các đồng nghiệp cũng như là các thầy đã lắng nghe bài truyền hợp của tôi.